Dạ, mến chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh Nhà Cọc TV nha. Thì qua một cái hành trình dài từ hồi sáng tới giờ thì nhà cũng đã lo được cho chú An hoàn thành là để chú An đi vào viện, rồi xuất viện, rồi chú An đi đưa ra xe, chú An đã về nhà. Thì nói chung là một cái trách nhiệm của nhà đã đối với gia đình chú An thì cũng đã hoàn thành rồi cô chú anh chị. Thì bây giờ hiện tại nhà đang có mặt ở đây là một cái chỗ mà hiện tại gia đình em Vàng đang được cu mang để chờ ngày cháu được sức khỏe. Thì ở đây là có một cô là cô Văn nha. Cô Văn có một căn nhà ở đường Ký Hòa. Thì cô rất là phát tâm, bao nhiêu hoàn cảnh bệnh thì đang đều nằm ở trong đây hết đó. Bệnh nhân thì nằm ở trên bệnh viện, còn tất cả là mấy cha mẹ ở phụ huynh thì cô bảo bọc hết, có nghĩa là cô cho ở miễn phí này nọ, không tốn tiền, có gì nấu ăn cái đó chung như một mái ấm gia đình vậy đó. Thì nhà thấy thực sự là đây là chuyện bất ngờ. Nhà cô thì ở đây nhà đếm như 1, 2, 3, 4 lầu nha cô chú anh chị. Nhà cô là 4 lầu nhà cô Văn nha. Thì cô có một tấm lòng rất là quý, cũng là một người bạn của cô Mai. Cô Mai cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Thì bây giờ nhà sẽ tiến vào trong để chia sẻ hoàn cảnh gia đình của em Vàng như thế nào, cập nhật cho cô chú anh chị nha. Dạ, đâu cô chú anh chị, hiện tại thì nhà đang đi vào nhà cô. Dạ, con chào cô Mai. Dạ. Dạ, con chào cô Văn nha. Thì dạ, chắc con cho con gắn cái mic cái. Dạ. Cô kẹp cho cháu nha. Thì cô Mai ơi, hôm trước cô có nói là một gia đình của cô Văn ở một cái nhà là địa chỉ đây là để đang cung mang rất là nhiều hoàn cảnh đúng không cô? Đúng rồi. Thì cô có thể chia sẻ tí xíu cho cháu được không ạ? Để chắc cháu đặt cái máy đi ha. Rồi mấy cô cháu mình trao đổi thì cả nhà cũng đây cũng không lạ gì đây. Chào khán giả các em, đây là Hùng là chồng của Vàng nha. Còn đây là em Vàng đó, còn đây cả nhà nhìn đây một đoàn tàu há mồm, 5 đứa mà hiện tại là 6 đứa, mà 3 đứa thì đang ở đây, còn 2 đứa thì đang gửi dưới quê, 1 đứa thì đang nằm ở đại học Y Dược, thì cả nhà biết rồi đó. Nói chung là do em Hùng á cũng lo cho vợ với con, từ lúc sinh tới giờ cũng chưa gặp được vợ con á, thì Hùng cũng tranh thủ lên để gặp tí. Rồi, cho thì chắc là con đặt góc máy rồi cô cháu mình trao đổi tí nha. Dạ thì chắc có lẽ cả nhà cũng không lạ gì cô Mai. Cô Mai cũng đã từng xuất hiện trên video của nhà một lần, trong một cái lúc đó là cô cháu mình đang ở bên phòng bên nhà nghỉ á. Thì nói thật với cô chú anh chị, ở trên đất này mà cái tiền ở nhà nghỉ á thì cô biết một ngày nó cũng 250-300 ngàn một ngày. Thì cô Mai cũng phát tâm, thì và cô Văn, thì con mới biết cô Văn đây là lần đầu. Dạ. Thì con cũng nghe cô Mai kể rất là nhiều về cô, thì hôm nay cháu mới biết được. Thì nó thật sự của chú anh chị, nhàn chỉ là một lứa tuổi nhỏ thôi, mới bước chân tập tẩm vào con đường thiện nguyện thôi. Đây là những cô đã già gạo cội trong làng thiện nguyện rồi, thì nhàn mới được học hỏi từ các cô, chia sẻ những hoàn cảnh. Thì cô Mai ơi, hôm trước là cháu cũng nghe cô chia sẻ về vấn đề sức khỏe của em, của cháu con Hoàng á, thì cô hôm nay có thể cô kể lại cho cô chú anh chị Mạnh Thường Quân biết được tình hình sức khỏe của cháu như thế nào không cô? Trước tiên thì mình xin kính chào quý cộng đồng mạng, quý nhà hảo tâm xa gần trong và ngoài nước được hiện diện một lần nữa trên kênh YouTube của cháu Nhàn thì rất là một điều vinh hạnh. Từ hôm rày thì mình đón nhận cái những tấm lòng vàng trên kênh của cháu Nhàn gửi về thì cũng được mấy 20 triệu, cũng gọi là một cái món quà cũng rất là lớn đối với mình và đối với bệnh nhân. Thì một lần nữa mình xin được biết ơn và tri ân tất cả các quý nhà hảo tâm, quý cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước, kính chúc sức khỏe của quý vị để tất cả quý vị có được một sức khỏe dồi dào, một cái bồ đề tâm rộng lớn để giúp cho những mảnh đời bất hạnh ở trong nước cũng như ngoài nước. Thì mình cũng xin kính chào cả nhà. Tình hình của bé Vàng thì bé Vàng sinh ngày 12 tháng 7, thì hôm nay là 24 rồi, nghĩa là được 12 ngày. Thì bé Vàng 3 ngày bé Vàng xuất viện, thì người mẹ xuất viện thì tốn hết 20 triệu. Rồi còn người con thì nằm trong Đại học Y Dược từ hôm bữa đó tới nay, và ngày 14 tây thì con bé đã được thông tim, đã được can thiệp tim để... cái hôm mà cháu qua cháu trao tiền đó, là qua bữa sau đó, đúng rồi, qua bữa sau là đó là được can thiệp tim. Nhưng mà cho con hỏi một cái là có nghĩa cô chú về nhà cũng nói luôn ha, cô rất là kỹ khi mà
Cô á, Nhàn trao tiền rồi là cô ghi một cái tấm giấy, chụp một tấm hình em vàng gửi qua, nhưng mà Nhàn chưa đăng lên. Để sau video này Nhàn sẽ cho cả nhà thấy được cái tiết lộ đề đó. Thì cho cháu hỏi luôn là tại lúc đó là cô cháu mình ngồi tính với nhau á, là cháu chỉ trao được hình như lần sau này được có tổng cộng là 15 triệu 7. Dạ thì cháu không nhớ, nhưng mà lúc đó làm sao mà cái số tiền 60 triệu mà có cách nào mà để cô làm được cái chuyện phi thường như vậy, cô có thể kể cho cháu nghe không? Nói chung là ngày trước tới giờ thì công việc thiện nguyện của mình đã rất là nhiều năm, trên 20 năm rồi. Thì mình cũng có những mạnh thường quân âm thầm, và các nhà hảo tâm cũng là, mình thì không có kêu gọi trên Facebook, trên cộng đồng mạng và trên bất cứ một cái trang nào. Đây là lần đầu tiên mình xuất hiện trên công chúng. Thì thật ra thì cũng hồi đó tới giờ xin tùm lum tà la hết, em lấy cái ngồi này xin đủ thứ hết á. Rồi thì cũng tất cả các nhóm thiện nguyện từ trong từ ngoài rồi cũng giúp cho mình, rồi bệnh viện cũng giúp cho mình một số. Và hiện tại khi mà thăm tim em bé đó thì tới ngày hôm nay á thì mình đã đóng cho bệnh viện tổng cộng là 80 triệu rồi. 80 triệu là rồi. Tính từ cái ngày mà mẹ con vào viện luôn ha cô? Đúng không? Rồi, tính từ mẹ con vào viện luôn. Tại vì cô chú anh chị, em vàng vào viện á, là đã buộc phải với vấn đề là tốn tiền sinh nở rồi. Đó, khi là lúc đó cũng một khoản chi phí rồi đúng không cô? Đúng rồi, em vàng hết 20 triệu đó, 3 ngày đó. Rồi em vàng á thì ngoài cái chuyện chi phí con cái ra thì đứa bé hôm nay đã được thông tim và đã được khi sanh ra thì thở oxy, không có thở tự thở được. Hôm nay thông tim rồi, can thiệp rồi thì đứa bé nặng 3 kg đã rất là tốt và đã thở được bình thường như những đứa trẻ khác. Và có thể là 2 ngày nữa thì đứa bé được xuất viện ra về. Mà hiện tại từ đây tới 2 ngày nữa ít nhất phải đóng 40 triệu nữa. Là bây giờ nó hơi cao. Cho hỏi cái là hiện tại là cô còn đang nợ trong bệnh viện Chợ Rẫy là ở bệnh viện Đại học Y Dược là bao nhiêu cô? Cũng chưa biết nữa. Chưa tính bây giờ không? Hiện tại là nghe phong thanh là 20-30 triệu rồi đó. Nghĩa là cái khi con bé nó xuất viện á, người ta sẽ tính hết. Rồi mình mới đóng. Nhưng mà thật ra thì cô hết kinh phí rồi con. Hết kinh phí rồi, từ tiền ăn nè, bé Vàng lên á thì phải mướn nhà trọ rồi cho bé Vàng ở 6 ngày, rồi 6 ngày bé Vàng ăn uống rồi này nọ nữa thì coi như cô cháu mình cũng biết rồi đó. Rồi cũng may mắn là nhờ bên khoa tim Đại học Y Dược á thì có cái nhà lưu trú lưu trú không đồng của nước nào vậy chị, và mình đã gửi vô cho được ăn uống miễn phí. Rồi đây là cô dân nè. Cô Văn là quản lý cái nhà nè. Cho con trao đổi với cô Văn tí xíu nha. Thì cô Văn ơi, là từ hồi lúc trước tới giờ cháu nghe cô Mai kể rất là nhiều về cô. Thì cho con hỏi là cô là người gốc địa phương đây luôn hả sao cô Văn? Xin kính chào tất cả anh chị em trong nước, ngoài nước, trên cộng đồng mạng. Tôi thì quê ở Vĩnh Long. Mà cũng sinh sống ở thành phố ở nơi này nơi kia. Trước giờ thì nói chung cũng đi làm mướn. Cũng may mắn thì được cũng có người quen giới thiệu vô ở đây là coi như là quan tâm, với lại quản lý ở đây là cái ngôi nhà mà lưu trú của nuôi chăm sóc những phụ huynh, những đứa trẻ mà tim bẩm sinh. À vậy Phan, cho cô xin lỗi cái nha, hồi nãy nhà không biết cô chú chị nhà có vô nhà giới thiệu đây là một căn nhà của cô Văn thì nhà cũng không có biết được cái cụ thể rõ. Thì cô cho cháu hỏi là cái căn nhà này hiện tại là cô nhận của một mạnh thường quân ở nước ngoài hay sao cô? Đúng rồi, nhưng mà trong đó thì cái mạnh thường quân của nước ngoài, nói chung là cô không có quen biết tiếng nước ngoài, cho nên qua trung gian á, cô thì cũng có một người quản lý của cô là người ở Việt Nam. Thì cũng như liên hệ với người đó, rồi là người ta tài trợ hết toàn bộ ăn uống ngủ nghỉ tất cả hết trong căn nhà này luôn, đồ gọn gàng hết, đồ ăn đồ uống các thứ là mua cho ăn từ A đến Z, tủ lạnh có, máy giặt máy sấy các thứ có hết đầy đủ. Giặt máy sấy rồi máy rửa chén rồi cứ mỗi tuần nhiều á thì cô mua đi siêu thị mua 2 lần, còn nếu mà người ít á thì tôi đi mua 1 lần, thường khi là hay nhiều lắm. Cháu bước vào đây á thì cháu nói chân thành với cô luôn, cháu nhìn căn nhà rất là sang trọng, cháu nói thật luôn. Và cả nhà hồi nãy thấy có 2 người đang đi qua không, tất cả những người ở trong căn nhà này đều là những bệnh nhân
những hoàn cảnh hết, chứ không ai được mà ở trong căn nhà mày sung sướng đâu, ngay cả cô đây. Cô Văn á, thì Nhàn cũng trao đổi thật tình luôn, hồi nãy Nhàn vào á, thì cô có đưa cho Nhàn là xem một cái tấm giấy. Cô hình như là bá bệnh, nhìn bên ngoài thì nó rất là đẹp, rất là sáng luôn cả nhà. Nhưng mà cháu nhìn vào trong cái ấy á, cái hồ sơ bệnh án của cô là con nhìn thấy là thiệt cô bá bệnh luôn đó, cô chú anh chị. Thì cho cháu hỏi luôn là hiện tại trong nhà mình, cái căn nhà này bình quân là bản thường là bao nhiêu hoàn cảnh cô? Coi như ra vô suốt vậy đó. Ví dụ như người nào nằm viện rồi qua xuất viện thì vô cứ khoảng mười mấy hai chục người, lúc ít nào cũng 4-5 gia đình. Cho con hỏi thế nữa. Cứ bảo bọc vậy đó, dạ. Cứ lo ăn thường đúng, là cái kinh phí đó cô, quý mọi người. Thường là cái chi phí hoạt động trong cái căn nhà này là từ đâu cô Văn nha? Là từ cũng do nước ngoài tài trợ của cái ông quản lý kia, ông có tổ chức là cái nhà này coi như là mướn rồi để cái nơi lưu trú là cô là làm quản lý lại, để cô nhắc nhở chăm sóc những cái phụ huynh với những đứa trẻ con dân ở đây. Về đây chúng giờ ở coi nhà. Dạ. Thì cô là quản lý lại, cô chăm sóc mọi người đó, nhắc nhở các thứ, mua đồ ăn đồ uống các thứ vậy đó. Dạ, cho hỏi luôn. Nước. Như cô thấy em Vàng thì qua đây ở hôm nay cũng hình như cháu nghe cũng cả tuần rồi phải không cô? Dạ, cũng gần cả tuần. Thì cô nhìn thấy hiện tại em Vàng dắt lại đây lóc cóc mới có 3 đứa thôi, thì ở nhà tính ra đứa nằm viện nữa là 4, ở nhà còn 2 đứa. Thì cô nhìn thấy gia đình đó, thì em Vàng cũng lên đây cũng ở được mấy ngày của chú chị, thì thấy cũng rất là tội đúng không cô? Dạ đúng rồi. Dạ. Con cái thì nheo nhóc thấy cũng gặp nhiều khó khăn. Thường là trước giờ những cái hoàn cảnh đó đâu có hoàn cảnh nào mà đông con như thế này đúng không cô? Đúng rồi, 2 người 3 người là nhiều à. Đại gia đình luôn. Mà bệnh tật thì thấy cũng đã có bệnh tật, thấy cũng số cũng thương lắm, mà hoàn cảnh này thì rất là đông. Cô chú anh chị, đây là 2 người thiện nguyện đây, 70 tuổi nha, 60 tuổi đây, nhìn cả nhà nhìn đây, 2 người rất là đẹp. Thì đối với chào cộng đồng mạng, đối với tôi thì cũng không có cái gì để mà nói gì vật chất tiền bạc, thì thật sự tôi không có, tôi chỉ có cái tấm lòng. Yeah. cứ chăm sóc mọi người nó ăn uống đầy đủ, bảo quản sao cho sức khỏe là tốt, chăm sóc lại những đứa trẻ tốt thôi, phòng ốc cứ nhắc nhở họ sạch sẽ, có nghĩa là cho hỏi, có nghĩa là ở đây nhất mỗi người đều có một cái trách nhiệm đúng không cô Văn? Cũng như vô giờ ăn thì người phụ tay phụ chân, còn phòng người nào ở thì người đó trách nhiệm không quét dọn. Chứ cô tuổi này mà 60 tuổi mà cô còn phải quét dọn từng phòng. Không, nói chung không, em không có làm chị. Tại vì á, cái sức khỏe của em là nó giới hạn, em chỉ nhắc nhở thôi, mà nói chung là em cũng không chịu không đâu. Em đi tới đâu em thấy thì em cứ làm, hay cứ làm xuống hả? Em cứ giặt đồ, giặt đạc, hay cho tụi nó cứ làm. Cảm thấy cái mình làm cái gì để thể hiện cái tấm lòng tốt đối với mà phụ huynh với lại mà mấy đứa trẻ là khổ mà sức viện về được an toàn, khỏe mạnh, bình an là cô cảm thấy cô sung sướng, cô vui lắm. Nói chung cho nên là ngôi nhà của cô đó giờ sức ra bao nhiêu người là nói chung hỏi thăm lại là toàn diện khỏe mạnh hết. Cảm ơn vinh hạnh đối với bản thân. Tại vì cô ở đây á, thì nói chung cô là cũng là người đạo Tin Lành, cho nên mỗi một lần ăn uống là cứ gọn ra là cô cứ cầu nguyện cho mọi người mọi sự được bình an hết. Cho nên là không biết làm sao mà cái ngôi nhà này nó cũng yên ổn lắm, nó cũng rất là bình an, cho nên mọi người rất là yêu thích. Thì con nói thật với cô luôn, hầu như là đây là lần đầu tiên con nghe trên con có nghe cô Mai nói, nhưng mà cháu chưa hình dung ra được. Cháu cứ nghĩ là có nghĩa là một cái căn nhà nhỏ để có thể là hỗ trợ cho 1-2 hoàn cảnh. Ở trên trên lầu ha, là con muốn mua để cô nói cô nghe ha, là coi như mỗi một cái phòng vậy đó ha, là cứ ra mỗi một người tới rồi á, là ví dụ như giờ 1 ngày 2 ngày 5 ngày 10 ngày 1 tháng gì cũng vậy, cuối cùng á nào mà xuất viện về là cô cứ nói là mọi người giúp giùm, uống xuống là cô giặt hết, cô mỗi một người giờ ở 1 tiếng 2 tiếng cô cũng giặt sạch sẽ từ anh chứ. Không giặt sấy luôn, có mấy giặt mấy sấy mà giặt khô luôn còn gì. Rồi người khác tới, chị em nào tới, phụ huynh cứ trải ra sạch sẽ, nhà có máy lạnh máy quạt nha, trong nhà tắm toilet thì có của cô, nhà cô giờ hiện giờ gồm á là cái chủ nhà này tài trợ cho cô là cũng ok lắm chị. Xà bông tắm, xà bông giặt, kem đánh răng, rồi nước rửa tay các thứ đầy đủ hết. Yeah. Đó, như vậy đó, ăn uống thì dưới đây tủ cô mua rất là đầy đủ. Yeah. Đó, người ta cũng làm phước như vậy đó, cho mọi người ăn uống có đủ có sức để có sức khỏe cho em bé. Trong tủ là thịt, thà rau củ quả đầy đủ hết, trái cây, cà phê, các thứ đầy đủ hết. Thì cũng có đầy đủ hết cho mọi người.
Cháu cũng cảm ơn biết cô sao mà nhiều. Cho mọi người mà có cái sức khỏe tốt là cô mừng sẵn luôn đó. Cháu thì nói thật luôn, cháu cũng cảm ơn cô rất là nhiều. Cô đã phát tâm, cô giúp được cho những hoàn cảnh khó khăn như vậy. Tuy rằng cô không có bỏ của, đúng rồi, nhưng mà cô có công là cô... Và cô rất là nhiệt tình trong cái vấn đề mà hỗ trợ cho những hoàn cảnh. Tại vì nói thật với cô chú anh chị, lên cái đất Sài Gòn này nếu như mà không khéo á, cái tiền mà ăn xài và ăn ở của người bệnh còn hơn là cái tiền bệnh nhân. Cháu nói thật luôn, hơn cái tiền bệnh nhân, ngay cả bản thân cháu đây nè. Mà cháu lên đây là từ chi phí ăn uống này nọ, một ngày mình quên cháu không có ít tiền. Thì nói chung trên video này thì cháu chân thành thay mặt cho tất cả những hoàn cảnh, cháu cảm ơn cô Quang rất là nhiều. Thì chắc có lẽ là cháu cũng sẽ chia sẻ lại cô Mai về vấn đề chỗ bệnh của cháu đó nha. Dạ, con cảm ơn lại cô nói là bây giờ mình thì biết rằng mình tiền thì mình không có, dạ, nhưng mà cái tình cảm mình cứ dạt vào công một miệng lưỡi mình của... miệng lưỡi mình có những cái gì tốt đẹp, những cái gì làm cho người khác, dạ, vui rồi cô cảm thấy cô hạnh phúc rồi, dạ, cho nên cô cứ cầu nguyện mỗi buổi ăn nào cô cũng cầu nguyện cho mọi người bình an. Nói chung mà là nghe lại thì người ta về hoàn toàn là ok, khỏe mạnh hết. Cháu nhìn cô là 60 tuổi mà nhìn trẻ trung mà đẹp thế này là nhàn biết là tâm của cô rất là thanh thản. Tại vì cả nhà những cái người làm thiện nguyện có tâm á, trừ nhàn gà thôi ai cũng đẹp, mà sao có mình nhàn xấu thôi. Cô cảm ơn con, cô cảm ơn con. Dạ vậy con cảm ơn con nha. Con chia sẻ tí xíu từ chỗ cô Mai cái. À, cô Mai ơi, bây giờ cháu hỏi cái là như thế này, là hiện tại thì theo cô nghĩ á, là cái số tiền cần nhất thiết bây giờ theo cô tính phỏng phỏng là đây tới ngày mai cô có thể cho báo cho cô cháu con chắc số khoảng 40 triệu nữa đó. Cụ thể luôn á, 40 triệu là có nghĩa là con bé nó là sẽ xuất viện về nhà luôn. Đúng. À thế thì cũng nói thật là nó điều đầu tiên á thì nhưng con mà con vui. Nó xuất viện ra rồi cô không có cho nó về nhà liền, cô đưa qua Chợ Rẫy. À tiếp tục, tiếp tục. Nhưng mà cái chi phí bên Chợ Rẫy đó là sao nữa, không là cũng phải tiếp tục chi phí nữa hả? Thì đúng vậy, nhưng mà điều nó ấy rồi chắc cũng bệnh cũng không có nhiều tiền chi phí. Thì trước coi, đó coi thật kỹ rồi để cho thì sao nó ra nó mổ. Dạ trước đó thì cô có nói với cháu là có nhờ cháu đem một cái tấm giấy về dưới địa phương để cho em Hùng ký xác nhận từ ủy ban xã ở dưới địa phương mình á. Ừ. Thì tấm giấy đó thì cháu có nghe nói là em Hùng làm bệnh viện không? Đúng rồi, nộp cho bệnh viện nó phụ mình 40 triệu rồi đó. À. Bệnh viện nộp cái dược nó phụ 40 triệu rồi đó. Không có nó phụ mình đóng chích luôn. Quá tuyệt vời của chú anh chị, nói chung là thiệt. Tại vì con nói với cô á, những cái đó là cô biết, chứ như cháu thì cháu không biết nổi những cái, tại vì cô đã làm cái đứa nhỏ nó nằm một ngày hơn 3 triệu tiền phòng hồi sức sơ sinh không. Dạ. Thì cũng chân thành cảm ơn những tấm lòng như cô Văn và tất cả những cô chú anh chị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đã luôn luôn đồng hành và chia sẻ cùng những hoàn cảnh. Bây giờ đã làm ơn thì kính xin quý nhà hảo tâm, quý cộng đồng mạng làm ơn cho chóp dùm cho em. Nghĩa là em cũng cuối xin quý nhà hảo tâm, quý cộng đồng mạng mà lần đầu tiên thì mình mới, đây là lần thứ hai cũng ngồi giữa YouTube chứ chưa bao giờ mình ngồi mà dạ, để mà mình tỏ bài một cái gì, mặc dù mình làm rất là nhiều việc thì dạ, mình lần đầu tiên thì mình thấy em Nhàn làm còn trong cái này thì em Nhàn cũng rất là có tâm đó. Thì mình mới là thôi nhờ em Nhàn thì chính vì chỗ đó thì cũng kết nối được với rất nhiều mạnh thường quân. Mà nếu mà em bé không bị bệnh tim á thì cô Mai không giúp, tại vì yeah, sanh nhiều thì tự nuôi yeah, nhưng mà đứa nhỏ nó ra bị bệnh tim thì yeah, nó gặp cô Mai thì cô Mai mới giúp cho mẹ sanh và hai mẹ tròn con vuông, nghĩa là mình đã cứu được hai mạng người rồi. Yeah, gần tới đích cô, rồi đó quý vị, người. Gần tới đích rồi đó quý vị, mình xây 14 cảnh chùa sắp sửa xong rồi. Cũng cảm ơn sự đồng hành của các nhà hảo tâm. Thì bây giờ cháu nói như thế này, hiện tại á, quỹ của em Vàng là còn lại 700 ngàn. Thì cái chuyện bạc đó cháu sẽ để lại, cháu không công bố lên đây. Nhưng bây giờ trước mắt á, cháu sẽ xuất ra quỹ 2 triệu cháu gửi để tạm thời cũng có thể là chi phí đi tới đi lui của em Vàng hoặc là nào đó đó. Thì mong cô cũng nhận để hỗ trợ trước. Thì Nhàn cũng trên video là Nhàn vẫn nói của chú chị, Nhàn không riêng tài phạ, riêng cái hoàn cảnh em Vàng và hoàn cảnh em Sang và tất cả những hoàn cảnh sau này, Nhàn vẫn còn nhận không đóng tài khoản, chỉ đóng riêng tài khoản là chú An. Thì chú An thì cả nhà xem video trước thì cả nhà cũng biết rồi, chú An đã được nói chung là rất là hạnh phúc, cũng một tay cũng nhờ đây, cũng cô Mai điện qua bệnh viện 1A, cô Mai cũng gửi gắm cho bác sĩ này nọ nên cái điều chỉnh cái cách mà đi liệu trình, dạ quá tuyệt vời luôn. Chú An, cô coi, cô đón xem video của cháu ha,
chú An kể lại là bác sĩ chăm sóc rất là nhiệt tình này nọ luôn của chú chị, nhưng cũng đó là một tấm lòng một vui của Mai. Tiền cũng rất là hạn chế, rất ít luôn. Dạ thì bây giờ đây con gửi cho con nha. Đây. Rồi chắc thôi nha. Con nói chuyện. Cảm ơn cô chú anh chị sao em nói vài câu rồi anh hỏi em tí việc đó nha. Lớn lên nói không có nói nhỏ nhỏ. Dạ con cảm ơn cộng đồng mạng giúp cho gia đình con có tiền chăm bé này kia. Thì nói chung á, nhà cũng nói trên tất cả mọi video rồi, vợ chồng của Hùng và Vàng rất là hiền, nói chuyện thì rất là hạn chế. Không biết ở nhà chữ lộn thì không biết nhau ha, không biết có chữ lộn với sống gì không thì không biết. Nhưng mà con về tới dưới xóm dưới thì hầu như là nguyên xóm ai cũng, con bước vào cái xóm đó đó là ai cũng thương cô chú anh chị, ai cũng nói cũng thấy nhà quay giúp cho gia đình em Hùng và em Vàng, ai cũng đều nói hết. Tại vì Hùng rất là chịu cực chịu khó và rất là hiền, lo làm ăn chứ không phải là ăn chơi này nọ. Và Vàng cũng vậy, cũng là một người mẹ có trách nhiệm đối với những người con. Thì sau một thời gian cô thấy khi đi cùng với cô hành trình vừa rồi á, cô thấy rõ ràng là cô nhận thấy đúng không? Thì bây giờ cho anh hỏi một cái là sức khỏe của em hiện tại như thế nào, có thể nói lên đây được không? Dạ, sức khỏe của bé nè. Của em á, bản thân em á, em phải lo cho bản thân em trước, biết cái sức khỏe của mình trước. Dạ, em mới sanh em cũng đi tới lui không gài với bé này kia không gài. Nhưng mà thấy con người sức khỏe mình có như thế nào không? Dạ thấy nó nhức mỏi này kia. Mà chắc có lẽ có chú anh chị đẻ nhiều nên quen. Anh chọc vui đâu thôi nha. Nhưng mà anh nói như thế này, em làm gì làm nhưng mà em cũng phải nghĩ về bản thân. Tại vì một người phụ nữ khi sinh đẻ ra như một con cua lột vậy đó. Cái này là do mẹ nhằn dạy. Nói như nhà không biết cái này, tại con là đàn ông con không biết. Thì nên nó là rất là phải kỹ lưỡng vấn đề đó, đúng không? Phải chăm sóc cho sức khỏe của mình đó. Chỉ sao được chỉ ở đây rồi chạy qua. Dạ. Có cơm ăn, có nhà ở là một. Rồi thì anh cũng cảm ơn cái chia sẻ của em nha. Rồi anh cũng sẽ luôn nhờ cô chú anh chị Mạnh Thường Quân hỗ trợ giúp đỡ cho hoàn cảnh em Vàng trong một khoảng thời gian sắp tới. Thì nói thật với cô chú anh chị, cháu thì hiện tại tình hình sức khỏe của cháu thì được thông tin đó, thì cháu cũng không còn thở oxy, cháu cũng đã tự thở được rồi. Nhưng mà các khoản chi phí đó thì còn phải thanh toán cho bệnh viện mới xuất viện được. Và cô Mai là tiếp tục chuyển cháu qua bên bệnh viện Chợ Rẫy, đúng không con? Xin nhờ con một lần nữa, tại vì có một đứa bé nó nằm bên Chợ Rẫy mà nó đã mổ 3 lần rồi, nó nằm từ hôm mùng 6 Tết tới bây giờ. À, là hiện tại hoàn cảnh nó đang nằm Chợ Rẫy luôn hả cô? Đúng rồi, nó nằm hôm mùng 6 Tết bây giờ là nó mổ 3 lần rồi, nó không ra được phần hồi sức. Hoàn cảnh đó địa phương ở đâu cô, ở người ở U Minh Cà Mau á con. Trời ơi, cô. Ủa? Cà Mau luôn hả? Cô chạy hết sức nói nổi rồi. Thì chú anh chị chắc có lẽ là như thế này, 500 triệu rồi đó. Sau video này nhà sẽ qua, có thể nhờ cô Mai dắt cháu qua đó để cháu xem hoàn cảnh như thế nào. Tại vì đối với cháu á là cái người đồng hương là lúc nào cháu cũng quý trước. Đó là cái gọi là cái đồng hương xa quê hương của chú anh chị, gặp được một người đồng hương. Thì sau nghe cái lời chia sẻ của cô như thế này thì chắc có lẽ là sau video này nhà cũng qua chia sẻ một tí hoàn cảnh bên đó, xem có thể giúp được một tí nào cho một hoàn cảnh. Tại vì mỗi người đều là chung tay thiện nguyện. Một cây thì không có thể nào làm một khu rừng được. Ba cây chụm lại mà nó hòn núi cao. Dạ. Thì lần đầu tiên mà mình cũng xuất hiện trên YouTube. Thật là nói mình cũng rất muốn và rất muốn. Nhưng mà cũng có nhiều cái để e ngại á. Tại vì xuất hiện trên YouTube cũng không biết cách nào để xuất hiện mà không biết làm gì để xin tiền. Và nó có nhiều cái phức tạp á. Thành ra cô không dám. Nhưng mà đây là lần thứ hai là mình xin tiền cộng đồng mạng. Lần thứ hai nữa thì cũng gửi lời tri ân đến tất cả quý anh chị, ông bà cô bác mà đã xem qua và đã chia sẻ cùng hoàn cảnh em Vàng và các hoàn cảnh khác. Thì chung tay được cái gì thì cùng chung tay. Và một lần nữa cũng không biết nói gì ngoài cái sự tri ân và biết ơn của cuộc đời đã cho mình làm những việc tốt nhất, và để khi mình chết mình không có cái gì để mà hối hận hết. Để không có cái gì buồn phiền hết. Thì hy vọng rằng cộng đồng mạng và quý nhà hảo tâm xa gần cũng giúp đỡ cho mình và cho em Nhàn để đồng hành làm được những cái thiện nguyện mà bà con cô bác khi cần. Thứ hai nữa là mình cảm ơn cô Vân đã
cu mang trong những ngày em vàng ở đây và còn dài dài nữa. Dạ. Thì mình cũng cảm ơn cô Vân. Nói chung nếu mà không có cái nhà này thì cũng chẳng biết phải làm sao tốn rất là nhiều tiền Sài Gòn mà. Đó, rồi thứ ba nữa là mình cũng cảm ơn cái vị ân nhân mà đã tạo nên một cái căn nhà này. Dạ. Rất là phải nói là biết nghĩ cho người Việt Nam mình rất là nhiều và sống. Ra mình cũng không hề biết mặt cái vị ân nhân này. Dạ. Mà mình cũng gửi lời cảm ơn đến vị ân nhân đã tạo nên một ngôi nhà mà gọi là ngôi nhà mơ ước. Dạ. Để cho các bệnh nhân lại đây ở. Cô Vân là người quản lý chăm sóc. Dạ. Rất là quý báu. Sự quý báu này xuất hiện từ lòng thương của tất cả mọi người. Dạ. Đó, thì mình cũng nói nhiều quá cũng mất hay, thì coi như là mình chỉ biết nói chữ biết ơn tất cả mọi người. Thì như thế này cô chú anh chị, hiện tại thì nhà cũng có thật chân thành luôn, từ ngày xưa giờ cô Mai và cô Văn làm thì nguyện rất là nhiều, mà đây là một lần hữu duyên mà nhà ngay cả chú Quang cả nhà cũng biết rồi, những người này là những cái người âm thầm lặng lẽ làm thiện nguyện, không có xuất hiện trên cái sự cộng đồng, nên nó hữu duyên là con không biết con có phước phần như thế nào mà được các cô chú đồng hành cùng con trong những cái video trước đó và những hành trình sắp tới sau này. Thì dạ đây cô Văn, con mời cô ạ. Xin cảm ơn tất cả những anh chị em trong nước ngoài nước, cộng đồng mạng, cũng thay lời cảm ơn tất cả đến với mọi người. Dạ. Cũng nhờ Nhàn với chị Mai mà mọi người biết đến ngôi nhà tình thương này. Dạ. Đối với tôi thì cũng cũng một phần nhỏ, vì mình lại đây mình chỉ quản lý dòm ngó chăm sóc mọi người, nhưng mà cũng được cái phước, được cái duyên mới được gặp Nhàn với chị Mai. Dạ. Thành thật cảm ơn hết tất cả anh chị em cộng đồng mạng đã từ lâu đã có những cái mạnh thường quân thương xót đến những hoàn cảnh này. Yeah. Tôi thật lòng cảm ơn, hân hạnh dữ lắm hay gặp được Nhàn với chị Mai mới biết được cái ngôi nhà này và biết tôi được lên ngồi đây. Yeah. Xin thành thật cảm ơn. Thì cũng chân thành cảm ơn cô. Thì yeah, nói thật cô chú chị, video cũng dài rồi, thì Nhàn đây Nhàn cũng nói thật sự, tất cả những con đường thiện nguyện này không thể một tay mà làm được, nên phải nhờ những đây này, cô Mai, chú cô Văn, rồi chú Quang, rồi tất cả những cô chú anh chị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước, và quan trọng là khán giả luôn luôn đồng hành cùng Hà Nhàn. Dạ. Thì sẽ nói với Nhàn cũng là một động lực lớn. Dạ đúng rồi. Con cảm ơn cô rất là nhiều. Thì chắc có lẽ là Nhàn sẽ xuống video hôm nay. Thì Hồng ơi, bước qua đây các em. Dẫn đại gia đình em qua chào cô chú anh chị khán giả cái, để có lẽ là em đây em đứng sau cặp bên vợ em kìa. Sao đây? Mấy đứa nhỏ đứng đây. Đại gia đình đây. Đứng đây con. Đứng đây với bạn đứa nè. Đứng đây, đứng đây. Em một chồng ba đứa con. Dạ. Được rồi, mấy cháu lên đó được rồi. Thôi thôi, chắc lẽ là chào hết cô chú anh chị. Lại đây con, chào cô chú anh chị trên Mạnh Thường Quân đây. Ông bà cô chú anh chị kìa. Dạ. Chào ông bà cô chú anh chị đi con. Rồi, một lần nữa nhà xin gửi lời chúc sức khỏe cho tất cả cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước nha. Anh chị em được khỏe mạnh bình an, giờ sức khỏe. Like và một được chia sẻ quá tuyệt vời. Dạ, 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 nhiều bình an các em giúp cho tụi em. Dạ. Chạy xô, chạy giúp. Dạ. Rồi, cảm ơn cả nhà nhá. Bye bye.